Hồng Thoa và Nguyên Bảo, mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, thông tin các trường hợp F0, F1 không phải cách ly cứng nữa đang tạo dư luận tích cực với cộng đồng. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, công tác phòng chống dịch bệnh sẽ có nguy cơ chuyển biến theo hướng người dân lạm dụng test và thuốc. Vâng, và một trong những hệ lụy của việc lạm dụng test COVID-19 là chúng ta đang vô tình tiếp tay cho buôn lậu. Câu chuyện đáng quan tâm này sẽ được chúng tôi đề cập và bình luận trong ít phút tới. Còn sau đây, như thường lệ, mời quý vị khán giả cùng đến với những phân điểm thông tin đáng chú ý sau đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ hơn 70.000 bộ kit test COVID-19 nhập lậu. Chuyên mục nóng trên mặt báo, lạm dụng test COVID-19 là vô tình tiếp tay cho buôn lậu. Nhiều tàu cá Kiên Giang nằm bờ ngưng hoạt động. Độc đáo vườn thú sô-cô-la ở Thượng Hải. Vào chiều ngày 10 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 35 đối tượng cho Công an thành phố Mỹ Tho để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ nổ nhiều phát súng ập vào căn biệt thự đang xây ở khu dân cư bờ kè sông Tiền thuộc phường 4 thành phố Mỹ Tho, bắt quả tang 35 đối tượng đang say sưa đá gà ăn thua bằng tiền. Khi bị bắt, nhiều con bạc mới nhận ra là những thợ hồ đang xây dựng thời gian gần đây ở khu vực này là trinh sát. Tụ điểm đá gà này nằm ở dãy biệt thự bờ kè sông Tiền đang xây dựng chăn chở, không người trông coi và được xây kín. Khi lực lượng chức năng ập vào, không đối tượng nào kịp thoát thân. Tại hiện trường, công an tạm giữ 35 đối tượng, 110 triệu đồng, 10 xe máy, 3 con gà đá, 1 cân gà, hàng chục cựa gà và băng keo đã qua sử dụng. Công an huyện Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên và Công an thành phố Điện Biên Phủ triệt phá thành công chuyên án 122, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tác vật thu giữ 180.000 viên ma túy tổng hợp. Hai đối tượng là Ly A Công sinh năm 2002 và Giang A Bông sinh năm 2003, cả hai cùng ngụ huyện Điện Biên Đông. Số ma túy trên, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê với giá 70 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng chuyên án, tại khu vực phường Mường Thanh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ hai đối tượng là Ly A Hồng sinh năm 2001 và Ly A Dìa sinh năm 2002, cùng ngụ bản Tinh Láng, xã Núa Gam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp. Cũng tại tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng tỉnh này vừa phá thành công chuyên án B1114, bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau 9 năm lẩn trốn tại nước ngoài. Đối tượng là Và A Bi, sinh năm 1995, ngụ bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Bi là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Điện Biên từ năm 2014 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam trong thời gian qua. Đối tượng này bị phát hiện bắt giữ thông qua khai thác triệt để nguồn tin từ các đối tượng Lò Văn Thoan, sinh năm 1979, ngụ huyện Điện Biên, và Sùng A Chua, sinh năm 1977, ngụ huyện Mường Ảng. Ngày 10 tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành dừng phương tiện ô tô tải để kiểm tra và phát hiện trên xe đang chở số lượng lớn tôm có chứa tạp chất. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện ô tô tải đang vận chuyển 619 thùng tôm sú nguyên con đồng block loại 4,5kg trên một thùng với tổng trọng lượng 2.785,5kg. Qua kiểm tra, số tôm trên đều chứa tạp chất agar. Theo thông tin ban đầu, số tôm trên là của công ty GM có địa chỉ tại thị trấn U Minh, huyện U Minh. Đơn vị Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra, xử lý. Mới đây, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một công ty trụ sở tại quận Bình Tân có hành vi kinh doanh kit test thuốc điều trị COVID-19 nghi nhập lậu. Hơn 70.000 bộ kit test và thuốc điều trị COVID-19 đã bị thu giữ để tiếp tục điều tra vụ việc.
Sau thời gian điều trị theo dõi, ngày 10 tháng 3, đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục Quản lý Thị trường thành phố phát hiện xe ô tô 16 chỗ đang tập kết hàng tại công ty có địa chỉ 45 đường số 18 quận Bình Tân. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện bên trong công ty có hàng chục thùng hàng chứa hơn 70.000 bộ kit test nhanh và hộp thuốc mang nhãn hiệu Liên Hoa Thanh Uông được quảng cáo điều trị COVID-19. Theo chủ cơ sở, số hàng trên được nhập từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh để bán hàng online. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kit test và thuốc điều trị COVID-19 vừa bị phát hiện, thu giữ. Cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ lô hàng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, hàng loạt vụ buôn lậu kit test nhanh COVID-19 vừa bị cơ quan chức năng các tỉnh miền Trung bắt giữ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là phần nối của tảng băng chìm. Đó cũng chính là bởi tâm lý lo lắng và hiệu ứng đám đông. Ai ai cũng tích trữ đã đẩy giá các mặt hàng kit test lên cao và khiến cho chúng trở nên khan hiếm. Và khi nhu cầu thị trường tăng bất thường, buôn lậu lập tức xuất hiện. Sáng ngày 10 tháng 3, 2022, các lực lượng chức năng ở Khánh Hòa cho biết vừa phát hiện hơn 3.000 kit test COVID-19 cùng nhiều khẩu trang, gồm, găng tay không có nguồn gốc được buôn bán tại thành phố Nha Trang. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Khánh Hòa phát hiện số hàng lậu này tại kho hàng trong căn nhà nằm trên đường Thống Nhất, phường Vạn Thạnh. Số hàng hóa nói trên là do bà Võ Thị Mỹ Trang, quê thị xã Ninh Hòa làm chủ. Bà Lan khai toàn bộ kit test đặt mua trên mạng với giá 38.000 đồng trên một kit test về bán lại lời 4.000 đồng mỗi bộ. Toàn bộ số hàng này bị niêm phong xử lý. Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện bắt giữ phương tiện vận chuyển hơn 6.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc trên đường vận chuyển từ Quảng Trị vào. Sau đó, ngày 5 tháng 3, 2022, tại khu vực thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện bắt quả tang bà Huỳnh Thị Như Tâm, trú huyện Tây Hòa, đang có hành vi giao dịch mua bán test nhanh COVID-19 với khách hàng. Lực lượng chức năng thu giữ 300 bộ kit test xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định. Bước đầu, các đối tượng đều quanh co, chối tội, khai báo là mua bán trôi nổi trên mạng. Thực tế, số ca mắc COVID-19 đang gia tăng tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong vòng một tháng này. Trung bình, các tỉnh có trên 1.000 đến 3.000 ca mỗi ngày. Vì vậy, nhu cầu thuốc điều trị và kit test nhanh COVID-19 gia tăng. Nhiều thời điểm, thị trường khan hiếm, đặc biệt khi các địa phương có chính sách cho điều trị COVID-19 tại nhà, thì nhu cầu test nhanh COVID-19 lại càng gia tăng. Đáng nói là việc người dân sử dụng kit test nhanh COVID-19 một cách tùy tiện, lạm dụng thái quá. Không chỉ người có dấu hiệu, có triệu chứng mắc bệnh, test thường xuyên, không cần thiết mà những người thân trong gia đình cũng test liên tục vì lo lắng hoặc để chủ động phòng ngừa. Ngoài ra, các trường học cũng cứng nhắc, buộc học sinh phải test nhanh COVID-19 khi là F1 hoặc test nhanh kèm giấy chứng nhận người thân trong gia đình hết F0 mới cho trở lại trường. Vâng, đó là những lý do khiến cho thị trường thuốc điều trị và kit test nhanh COVID-19 khan hiếm và tăng giá bất thường thời gian qua. Khi nhu cầu vượt cung thì buôn lậu lại xuất hiện khắp nơi. Chống buôn lậu là trách nhiệm của cơ quan chức năng, nhưng người tiêu dùng, người bệnh cũng không nên lạm dụng các vật tư y tế thái quá để góp phần làm khan hiếm thị trường. Hãy nghe tư vấn của các bác sĩ, các cơ quan y tế, đừng truyền tai, truyền nhau cách chữa bệnh, to thuốc trên mạng, vô tốn tiền lại có nguy cơ bị tác dụng phụ. Không phủ nhận những công dụng của kit test nhanh trong việc chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh. Thế nhưng, việc sử dụng đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng triệu chứng mới có thể phát huy công dụng này. Và bên cạnh đó, thì việc lạm dụng kit test cũng ảnh hưởng đến hiệu quả chung của công tác phòng chống dịch. Khi kit test trở nên khan hiếm và không ít nơi thực sự cần xét nghiệm nhanh thì lại không có đủ để mà dùng. Ngoài ra, đặc thù dễ cho kết quả âm tính giả vốn khá phổ biến ở kit test nhanh có thể dẫn tới tâm lý chủ quan, không áp dụng các biện pháp phòng bệnh khiến dịch càng dễ lây lan hơn trong cộng đồng. Những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý sẽ tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết để giảm thủ tục hành chính trong việc cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly đối với F0, hạn chế tình trạng người dân chen chúc chờ đợi để lấy giấy xác nhận, ngành y tế thành phố sẽ triển khai thêm tính năng cấp giấy hoàn thành cách ly trên hệ thống quản lý bệnh nhân COVID-19. Theo đó,
người dân không cần phải đến trạm y tế địa phương xin giấy xác nhận hoàn thành cách ly mà có thể chủ động khai báo thông tin tại đường link hệ thống quản lý người bệnh COVID-19 tra cứu f0.medinet.org.vn / khai báo.htm. Nếu có kết quả test nhanh mắc COVID-19, sau đó trạm y tế sẽ đánh giá tình trạng F0 bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa và tiếp nhận F0 trên nền tảng quản lý COVID-19. Trong thời gian cách ly điều trị tại nhà, trạm y tế quản lý và chăm sóc theo dõi F0 trên hệ thống theo quy định. Khi đã hoàn thành cách ly tại nhà nơi lưu trú, trạm y tế sẽ cấp giấy xác nhận bản giấy hoặc là gửi bản điện tử qua email mà người dân đã khai báo. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang quản lý hơn 93.000 F0, trong đó có gần 87.000 người điều trị tại nhà, chiếm hơn 90%. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 1.200 tàu không hoạt động khai thác thủy sản, trong đó có 555 phương tiện đánh bắt xa bờ trên 15 mét, chiếm 47,4% tàu đánh bắt xa bờ toàn tỉnh. Nguyên nhân tàu cá nằm bờ được cho là do giá xăng dầu và chi phí vật tư đầu vào tăng mạnh. Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến là một trong những cảng cá lớn của tỉnh Thanh Hóa, với khoảng 200 tàu, công suất từ 800 mã lực đến 1.000 mã lực thường xuyên ra vào. Năm nay, do giá dầu tăng cao, mỗi chuyến vươn khơi không đủ chi phí tiền dầu, thậm chí phải bù lỗ hàng trăm triệu đồng, nên các chủ tàu đều phải quyết định nằm bờ, chờ giá dầu bình ổn trở lại mới có kế hoạch vươn khơi bám biển. Tàu nằm bờ, nhưng mọi chi phí về nhân công, ngân hàng, bảo dưỡng, chủ tàu vẫn phải chi trả thường xuyên, nên đây được xem là thời điểm hết sức khó khăn của ngư dân. Đi 11 ngày mà được 120.000, hết 6.000 lít dầu, đi về chưa đủ tiền dầu, còn lỗ tiền lương, lỗ hơn 100 triệu tiền lương. Thì hình như biến là cạn kiệt, đề nghị với nhà nước là coi hỗ trợ cái giá dầu cho anh em để bám biển, để giữ biển đảo, hải xa, hải đảo. Nhưng bây giờ tình hình là nó rất khó khăn về kinh tế. Thành phố Sầm Sơn là một trong những địa phương có nhiều phương tiện đánh bắt hải sản nhất của tỉnh Thanh Hóa, với hơn 1.700 phương tiện. Theo thống kê từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tới nay, số lượng tàu thuyền ra khơi rất ít. Giá xăng dầu tăng cao thì làm tăng các cái chi phí chuyên biển, nên cho nên là các cái tàu thuyền khi tham gia khai thác là cái chi phí đã tăng lên rất cao. Từ những cái nguyên nhân như trên thì chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với cái chính quyền địa phương để nghiên cứu, có đề xuất những cái giải pháp và để tháo gỡ những cái khó khăn nêu trên trong cái thời gian tới. Hiện toàn tỉnh có 6.694 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có 1.172 tàu đánh bắt xa bờ, còn lại là tàu vùng lộng và gần bờ. Hy vọng thời gian tới, giá xăng dầu sẽ bình ổn trở lại để ngư dân được tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Đồng cảnh ngộ với ngư dân Thanh Hóa tại Kiên Giang, qua rà soát kiểm tra số tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh, hiện có hơn 900 tàu cá nằm bờ chưa ra khơi, hoạt động khai thác. Trong số này, nằm bờ dài hạn khoảng 300 tàu, còn lại hơn 600 tàu chưa xuất bến hoạt động khai thác. Nguyên nhân là do năm 2021, ngư dân gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguồn lợi thủy sản trên ngư trường suy kiệt nghiêm trọng, khai thác đánh bắt không có lãi, thậm chí thua lỗ nặng, khiến nhiều tàu ngưng hoạt động. Bên cạnh đó, nguồn lao động biển thiếu trầm trọng, cũng như những khó khăn do giá nguyên liệu xăng dầu tăng cao. Tàu cá nằm bến khiến ngành khai thác biển ở Kiên Giang bị ảnh hưởng, sản lượng sụt giảm. Người dân Kiên Giang mong các ngành chức năng sớm có giải pháp kiềm chế, bình ổn giá dầu để mạnh dạn đưa tàu ra khơi khai thác đạt kết quả. Tiếp theo là tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản mới đây đã giới thiệu hai con cấu trúc sinh đôi. Cặp cấu trúc dễ thương này chào đời hồi tháng 6 năm ngoái. Chúng được đặt tên lần lượt là Lôi Lôi và Hiểu Hiểu. Hơn 500 người may mắn trong kỳ quậy số và cuối năm ngoái đã trở thành những người đầu tiên được vào ngắm cặp cấu trúc sinh đôi này. Theo vườn thú Ueno, tuy mỗi con cấu trúc chỉ nặng khoảng 100 gram lúc mới chào đời, nhưng giờ chúng đã phát triển bình thường. Mẹ của cặp cấu trúc sinh đôi này có tên là Shin Shin, đã được đưa từ Trung Quốc sang Nhật Bản khoảng 10 năm trước. Đây cũng là cặp cấu trúc sinh đôi đầu tiên được sinh ra tại vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo. Tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, có một vườn thú rất độc đáo khi trưng bày nhiều bức tượng mô phỏng các loài vật với kích thước như thật.
Điều đáng chú ý hơn nữa là toàn bộ các tác phẩm này đều được làm từ bột cacao hay sô-cô-la. Từ những con vật to lớn như hươu cao cổ, voi sư tử, đến các loài vật nhỏ nhắn như thỏ trắng cấu trúc, tất cả đều được tạo tác rất tinh tế, vừa sinh động như thật, vừa thơm lừng mùi sô-cô-la. Vườn thú sô-cô-la ở Thượng Hải bao gồm hai gian trưng bày chính. Một là khu triển lãm các bức tượng động vật bằng sô-cô-la cùng với một màn hình đa phương tiện cho phép khách tham quan tương tác để tìm hiểu về cây cacao và cách làm sô-cô-la. Địa điểm thứ hai là khu triển lãm dưới lòng đất, nơi khách tham quan có thể thưởng lãm nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, trong đó có những bức tranh sao chép các bức họa nổi tiếng thế giới. Các tác phẩm điêu khắc, tất cả đều được sáng tác từ các loại sô-cô-la thượng hạng. Ngoài ra, đến với vườn thú sô-cô-la, khách tham quan còn có cơ hội nếm thử hương vị của nhiều loại sô-cô-la. Mới đây, tại thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã xuất hiện một khách sạn mang chủ đề Lego. Nơi đây phục vụ các gia đình có trẻ nhỏ, một kỳ nghỉ thật thú vị. Như thể các em đang tham gia một chuyến phiêu lưu cùng với những mảnh ghép nhiều màu sắc. Khách sạn Legoland có 250 phòng và thuộc khu nghỉ dưỡng Legoland Dubai. Đây là khách sạn dạng này đầu tiên ở thành phố Dubai. Ngay khi bước vào bên trong, khách tham quan không khỏi bất ngờ trước không gian đầy màu sắc và chiếc bàn thấp ở khu tiếp tân. Bởi ở đây, người ta ưu tiên cho những khách hàng nhỏ tuổi. Các phòng nghỉ được thiết kế theo chủ đề như cướp biển, phiêu lưu, bạn bè. Có 3 loại phòng, gồm phòng dành cho gia đình, phòng chủ đề và phòng đầy đủ theo chủ đề. Điều khiến cho trẻ nhỏ thích thú khi lưu lại nơi đây là ngoài các phòng nghỉ tiện nghi, các em được thỏa sức chơi đùa trong khu vui chơi cùng với những mảnh ghép Lego hay công viên chủ đề. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê Không Đường, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp về phương án giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng ở mức 1.000 đồng trên 1 lít. Tuy nhiên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng cần phải giảm mạnh mẽ hơn nữa. Tại Bình Phước, nữ công nhân đâm 3 người thương vong trước cổng công ty. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới, độc đáo xà phòng thiên nhiên làm từ trái nhãn. Thưa quý vị và các bạn, theo nội dung dự thảo nghị quyết vừa được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm xăng dầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm 2022 như sau: giảm 1.000 đồng trên 1 lít xăng và giảm 500 đồng trên 1 lít 1 kg với dầu mỡ nhờn. Tuy nhiên, theo đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thì việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu cần mạnh mẽ hơn. Phải nói rằng là đây là cái đề xuất về chính sách nó rất là có ý nghĩa, rất là quan trọng, rất là kịp thời trong cái bối cảnh mà nền kinh tế đang hồi phục thế này và hạn chế những cái tác động bất lợi của việc tăng giá xăng dầu rất là lớn trong thời gian vừa qua. Thay vì một cái mức giảm 1.000 đồng đối với xăng mà áp dụng 8 tháng từ nay đến cuối 2022 thì chúng ta có thể cân nhắc phương án giảm mạnh hơn, giảm 2.000 nhưng mà có thể cái thời hạn sẽ linh hoạt hơn. Đồng quan điểm với VCCI, các chuyên gia cho rằng về thời gian, thời hạn giảm có thể ngắn hơn, chẳng hạn 3-6 tháng nếu giá xăng dầu ổn định trở lại, thay vì áp dụng một mức cố định trong cả 8 tháng, đến hết năm 2022. Việc của chúng ta giảm thì nên có lộ trình, có thể bây giờ chúng ta giảm 2.000 đồng trên 1 lít, nhưng mà vào một cái thời điểm nào đó nếu mà vẫn còn gia tăng như vậy và giá cả vẫn còn bị leo thang thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cắt giảm tiếp, có thể là 3.000 hoặc đến 5.000 nữa để làm sao cân bằng vấn đề mặt chi tiêu trong cái nền kinh tế của chúng ta để đảm bảo các cái nguồn thu, nguồn chi cũng như vận hành của toàn bộ nền kinh tế. Ở một khía cạnh khác, cần phải coi việc điều chỉnh thuế môi trường là một trong những công cụ quan trọng nhất để giữ mức kiểm soát và sự tăng giá không quá mạnh của xăng dầu hiện nay. Ngoài yếu tố thuế môi trường, còn có thể bãi bỏ việc trích lập quỹ bình ổn xăng dầu. Như vậy là với hai công cụ, đó là bãi bỏ cái việc mà trích lập quỹ bình ổn xăng dầu cũng như là giảm thuế môi trường sẽ là công cụ rất là nhanh và khá là hiệu quả trong cái việc mà kiểm soát tốc độ tăng của giá xăng dầu trong cái cảnh kinh tế hiện nay. Vì giảm thuế môi trường là công cụ có thể nói là duy nhất hiện nay sau khi chúng ta bãi bỏ việc trích lập quỹ bình ổn xăng dầu, do đó là chúng ta hãy điều chỉnh giảm một lần xứng đáng
thay vì chúng ta giảm lắt nhắt và giảm nhiều thứ khác trong cái cơ cấu giá. Việc xây dựng dự thảo được Bộ Tài chính tiến hành ngay sau khi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 160 ngày 22 tháng 2 về đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Theo tính toán, việc giảm mức chịu thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ của các mặt hàng này qua việc giảm thuế bảo vệ môi trường và giảm thuế giá trị gia tăng. Tin nóng cập nhật. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Công an huyện Chơn Thành đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Minh Hưng, khiến một người chết, hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì cao cấp SNK, khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc, ở huyện Chơn Thành, Bình Phước, giữa Lê Thị Kim Cúc, 21 tuổi và chị Nguyễn Thị Trang, 30 tuổi, phó quản lý xưởng, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3, Cúc tăng ca làm và ra về cùng chồng. Khi đến cổng, Cúc gặp Trang và Nguyễn Thị Thùy chưa rõ lai lịch, Trương Minh Du, 29 tuổi và hai người khác đang đứng tại cổng. Thấy Cúc, Trang gọi đến nói chuyện. Cúc vừa đến nơi thì bị Thùy dùng nón bảo hiểm đánh nên Cúc lấy hai con dao đâm vào Thùy gây thương tích. Thấy Thùy bị đâm, Trang vào đánh lại Cúc cũng bị đối tượng đâm thương tích. Quay lại thấy chồng mình bị Du đánh nên Cúc dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người của Du, khiến cho Du gục ngã và tử vong sau đó. Chiều ngày 10 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La vào Đắk Nông. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng bị đưa ra truy tố xét xử gồm có Thào Thị Lan, 34 tuổi, Mùa Thị Vũ, 26 tuổi, cùng trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Mùa Thị Xu, 44 tuổi, Tráng A Báo, 19 tuổi, Giàng Thị Mái, 17 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Nô, Sùng A Sú, 43 tuổi, trú tại huyện Đắk Gờ Lông. Theo cáo trạng, tháng 9 năm 2020, nhờ Sùng A Sú kết nối, Thảo Thị Lan thỏa thuận sẽ mang ma túy từ Sơn La vào Đắk Nông bán cho Mùa Thị Xu. Lan đã rủ thêm Sùng Thị Xu và Mùa Thị Chủ cùng tham gia. Sau đó, ba đối tượng đã mang 4 bánh heroin gần 2 kg ma túy đá vào Đắk Nông giao cho Xu. Tuy nhiên, khi cả nhóm đi đến địa phận xã Đắk Rờ Măng, huyện Đắk Gờ Lông thì bị bắt giữ. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Thảo Thị Lan và Mùa Thị Xu cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, tuyên phạt Mùa Thị Dũng mức án tù chung thân, Sùng A Sú 20 năm tù, Tráng A Báo 14 năm tù và Giang Thị Mái 9 năm tù. Từ mâu thuẫn nhỏ không to tát gì cả, nhưng chính sự bốc đồng không kiềm chế được cảm xúc mà đã dẫn đến vụ việc thương tâm. Hy vọng rằng trong mọi tình huống mâu thuẫn, dù nhỏ hay lớn, chúng ta hãy thật bình tĩnh giải quyết, tránh cả giận mất khôn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa giải cứu an toàn nam thanh niên có tên là Ria Anhit, 27 tuổi, quê ở Quảng Nam, bị mắc kẹt trên vách núi đá cao 100 mét trong tâm trạng hoảng loạn. Trước đó, tối ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ việc có một nam thanh niên đu bám mắc kẹt nhiều giờ trên vách núi đá cách mặt đất khoảng 100 mét ở khu phố Tân Thành, thị trấn Ngọc Lạc, huyện Ngọc Lạc, nên đã điều động phương tiện cùng 9 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Tại hiện trường, nam thanh niên này đang đu bám trên vách núi đá, cách mặt đất khoảng 100 mét. Lúc này trời tối, vị trí nạn nhân ở trên cao, núi đá gập ghềnh chân đứng khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp khó khăn. Sau gần 4 giờ nỗ lực thuyết phục và giải cứu, cảnh sát cứu hộ cứu nạn đã đưa nam thanh niên xuống đất an toàn. Được biết, ngày 4 tháng 3, nạn nhân về nhà anh rể là Phạm Văn Thạch, 31 tuổi ở thị trấn Ngọc Lạc chơi, đến chiều ngày 9 tháng 3 thì xảy ra sự việc. Thông tin về giao thông, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao bất ngờ mất lái lao xuống mương bên đường tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn nghiêm trọng này vừa xảy ra trên đường liên xã, đoạn qua ấp 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ khuya ngày 10 tháng 3, nam thanh niên tên Hào, 19 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, điều khiển xe máy mang biển số 93B2-59458 lưu thông trên đường liên xã, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đồng Phú. Đến đoạn ấp 2, xã Đồng Tiến, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ khá cao, bất ngờ mất lái, lao xuống rãnh mương bên phải đường. Nam thanh niên rơi thẳng xuống mương, tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Phú đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cũng tại Bình Phước,
Chiều ngày 10 tháng 3, Nguyễn Ngọc Linh, 19 tuổi, điều khiển xe máy biển số 93E1-01761 lưu thông trên đường quốc lộ 13 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Hớn Quản đến đoạn tư giao nhau giữa quốc lộ 13 và đường DT756C thuộc khu phố 2 thị trấn Tân Khai thì bất ngờ tông thẳng vào hông đuôi xe tải chở củi mang biển số 51C63891 lưu thông theo chiều ngược lại đang rẽ trái qua đường để vào đường DT756C. Cú tông mạnh khiến Linh và xe máy bị đập thẳng vào thành xe tải, văng dội ngược trở lại. Cô gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Nguyên Bảo nè, đúng Nguyên Bảo á, từ trái nhãn á, thì người ta có thể sản xuất ra những cái món gì khác? Thì làm trái cây như là sinh tố, nè, nhãn nhục, nè, bánh mứt từ nhãn đúng không ạ? Ngoài ra, những cái gì Nguyên Bảo vừa nói thì trái nhãn còn có thể làm ra một thứ vô cùng hữu ích nữa, đó chính là làm xà phòng. Điều này có lẽ sẽ khiến cho Hồng Thoa và tất cả quý vị khán giả bất ngờ, nhưng mà một người phụ nữ vô cùng giỏi giang ở thành phố Sóc Trăng đã làm được. Mời quý vị cùng khám phá cách làm xà phòng từ trái nhãn trong chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay. Thời điểm dịch Covid bùng phát mạnh tại Sóc Trăng, trái cây của nhà vườn không bán đi xa được. Khi mua ủng hộ nhãn giải cứu, chị Hoàng Thị Hằng, ngụ phường 7, thành phố Sóc Trăng mới nảy sinh ý tưởng làm xà bông từ nhãn nhằm tạo ra nguồn tiêu thụ lâu dài cho loại nông sản này. Mới ban đầu chỉ làm thử một vài sản phẩm để biếu tặng bạn bè. Sau khi nhận được phản hồi tích cực và đạt giải tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng, chị đã không ngừng hoàn thiện sản phẩm của mình, sau đó đẩy mạnh đầu tư mở rộng sản xuất. Ban đầu thì mình mới học làm xà bông á, thì thứ nhất là về cái màu sắc là mình chưa được đẹp mắt. Thứ hai nữa là ban đầu thì vì mình làm xà bông từ thiên nhiên mà nên cái độ cứng của cục xà bông nó không có được cứng. Từ mày mò tìm hiểu và nghiên cứu các bài thuốc nam và đặc tính của trái nhãn, tất cả các bộ phận của trái nhãn như vỏ nhãn, cơm nhãn, hạt nhãn đều rất giàu vitamin C, vitamin nhóm B có lợi cho da. Trung bình 1 ký nhãn cho ra từ 8 đến 10 bánh xà bông. Hàng tháng chỉ xuất ra thị trường từ 100 đến 150 bánh xà bông cho khách hàng trong và ngoài tỉnh, chủ yếu làm quà biếu tặng độc lạ, mang đặc trưng của nông sản Sóc Trăng. Cái điều mong muốn duy nhất đó chính là những cái sản phẩm nông sản của người nông dân làm ra sẽ không có bị phụ thuộc, ví dụ như là mất được mùa mà rớt giá, hay là khi mà gặp cái khó khăn khách quan đó thì mình khó tiêu thụ. Thì thay vì là mình để trái nhãn tươi mình bán không được đó, thì mình làm này mình để bán được lâu hơn. Ngoài ra, chị còn chế tạo nhiều loại sản phẩm xà bông khác và muối tắm cũng làm từ những nguyên liệu thiên nhiên như khổ qua, dưa leo, phục vụ người tiêu dùng. Không chỉ tạo ra sản phẩm xanh thân thiện với môi trường, làm phong phú thêm sự lựa chọn của khách hàng, sáng kiến của chị Hằng còn góp phần tìm ra hướng đi mới, kênh tiêu thụ mới cho trái nhãn của tỉnh Sóc Trăng. Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, không ít nông sản rơi vào tình trạng kêu cứu. Đã có không ít những sản phẩm chế biến từ nông sản ra đời nhằm để giải quyết lượng nông sản ùn ứ và tăng giá trị cho nông sản địa phương. Và xà phòng làm từ trái nhãn của chị Hằng chính là một trong những sản phẩm nổi bật như thế. Hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa những sản phẩm sáng tạo và hữu ích như thế này, vừa để giúp giải cứu nông sản, giải quyết khó khăn cho bà con, vừa tạo ra những sản phẩm mang tính thiên nhiên thân thiện với môi trường. Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý vị sẽ luôn bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.